Thưa quý vị, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đem lại ấm no, hạnh phúc và độc lập tự do cho dân. Với quyết tâm chính trị cao, thời gian qua Đảng bộ chính quyền thành phố Đà Nẵng đặc biệt coi trọng và quan tâm chỉ đạo các ngành các cấp triển khai, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên mà nhân dân thành phố tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 11 tháng 6 năm 1948, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Trong năm 2022, thành phố giao cho các cơ quan địa phương tổ chức phát động 74 phong trào thi đua, trong đó tiếp tục duy trì các phong trào đã đi vào chiều sâu như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giải thưởng nhà giáo tiêu biểu, giải thưởng tỏa sáng blue trắng, giải thưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu, chi hội nông dân tiêu biểu, phong trào thanh niên tình nguyện, đồng thời bổ sung thêm nhiều phong trào thi đua mới như phong trào thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố nhằm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, với phong trào thi đua xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang đã đạt kết quả tích cực. Từ một nơi ô nhiễm nặng nề gây phản cảm đến người dân du khách thì đến nay chất lượng môi trường tại khu vực này đã được cải thiện đáng kể. Kết quả quan trắc môi trường nước và môi trường không khí trong đều đạt quy chuẩn cho phép. Trong cái phong trào thi đua đối với cái hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang thì rút ra một số cái nội dung cơ bản. Cái thứ nhất đó là cái sự tập trung chỉ đạo, và thứ hai là sự vào cuộc phối hợp của các cái cơ quan đơn vị, và cái thứ ba là nhận được cái sự ủng hộ đồng tình của người dân ở trong cái khu vực đó, và chính họ là người đã kiến tạo nên cái chất lượng của môi trường Thọ Quang trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, công tác thi đua trong các doanh nghiệp, đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh cũng được Đà Nẵng chú trọng chỉ đạo thực hiện. Với nhiều chuyên đề như doanh nghiệp thi đua nộp thuế lớn vào ngân sách nhà nước, doanh nghiệp đóng góp vào ngành du lịch, công nghệ thông tin, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm lo tốt đời sống cho người lao động. Và những cái hoạt động mà giúp cho người lao động yên tâm công tác đó là mình chăm lo cái đời sống họ, như là giúp họ những lúc gặp hoạn nạn khó khăn, rồi thăm đau hiếu hỉ, tăng lương hàng năm định kỳ tăng lương hàng năm, hoặc là giúp cho họ nhiều có những cái chế độ chính sách như là hỗ trợ học phí cho con em họ, hoặc là tặng quà Tết cho con em người lao động. Có thể khẳng định các phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, có tác động lan tỏa rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều phức tạp, dự báo thành phố nói riêng và cả nước nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, các phong trào thi đua phải đảm bảo thiết thực, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, những vấn đề người dân bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là phát triển nhanh, bền vững. Xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nhân rộng các phong trào thi đua cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí, xây dựng văn hóa Đà Nẵng, xây dựng người Đà Nẵng giàu lòng yêu nước, nhân ái, nhân văn, phát triển toàn diện. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ đầu trong các phong trào thi đua, tất cả vì sự phát triển của thành phố. Trên hết, để phong trào thi đua mang lại hiệu quả, trong tổ chức triển khai cần tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng theo lời căn dặn của Bác Hồ: thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch, để phong trào thi đua thực sự thúc đẩy sự phát triển bền vững, xây dựng một xã hội tốt đẹp.